Rồi, xin chào cả nhà. Thì hiện tại là Thảo đang đứng ở cửa hàng thương mại dịch vụ Archimedes. Thì hôm nay là được cái tin mừng là anh Tùng và chị Đen thì người có 8 đứa con đó cả nhà, thêm một bé ở trong bụng 3 tháng nữa là 9 đứa. Thì hôm nay là được một người chị ở nước ngoài đó cả nhà thì gửi tặng cho anh Tùng và chị Đen một chiếc xe. Thì bây giờ hiện tại là anh Tùng và chị Đen ở bên quán cà phê ở bên kia đó cả nhà. Thì bây giờ để mình cùng cả nhà và anh Tùng và chị Đen đi đến mua xe để coi hai anh chị hôm nay là cái cảm giác như thế nào ha. Thì được một chị ở nước ngoài đó gửi tặng cho chiếc xe. Thì với cái lời nhắn là muốn anh chị cố gắng làm ăn, tại vì không có ai giúp mình hoài được. Hiện tại thì hai anh chị đang đi qua đó cả nhà. Bữa nay anh Tùng đi với chị Đen, đi một mình thôi, đi chị Đen dẫn chị Đen theo nữa hả? Hai chồng hôm nay vui không? Vui chứ không. Đó, vậy hả? Cho xe sắp không vui rồi đó. Rồi bé này là Mai Tiên hay là Hoa Tiên? Mai Tiên. Sao không bồng, sao không bồng đứa Út theo? Cả nhà thích đứa Út lắm. Cả nhà không khóc đâu, nó ngủ rồi. Vậy hả? Giải đâu. Thôi bây giờ mời cả nhà đi vào mua xe ha. Mình có bằng lái, mình có bằng lái gì không? Anh không có bằng lái đâu. Ủa, hình như là anh, em nhớ hình như anh không biết chữ luôn phải không? Không biết chữ. Rồi. Chữ cho anh không được. Tích chào, chứ toàn không được luôn hả? Rồi, đây nè cả nhà ơi. À, bây giờ mình mua đi, hình như là cái vàng này em có tham khảo gọi là 50 đó, xe 50 đó. Dài quá đó. Ừ. Anh ơi, có thể là tư vấn cho anh này mua xe 50 anh, khoảng tầm chừng khoảng từ 14 đến 18 triệu. Thì hiện tại cái dòng xe 50 em ở đây này. Dạ. Yeah. Thì hiện tại này, em có cái dòng 50 này là có của thằng S của em là nó cao cấp hơn. S của em hả? Dạ, của S của em. Là nó khoảng chừng bao nhiêu? S của em chính hãng. Em có hai dòng Angela với Elegant. Không, bây giờ nếu mà anh Tùng anh mua xe thứ mà của Nam chạy đi ha. Của Nam thì nó giờ. Có Elegant. Thì giờ anh đi, anh Tùng đi một vòng đi, chiếc nào đó thì anh thích thì anh mua, anh lựa ha. Mình cứ coi đi, thích chiếc nào báo giá cho đó luôn. Ừ. Cái này cũng tùy theo sở thích của mình. Cái dòng xe bên kia mà nó thấp cấp hơn. Cái dòng từ bên đó đó phải không? Qua bên đó hay sao? Đây à? Đây à? Đây qua bản à? Hay sao? Dạ. Là cái loại này nó tốt hả? Dạ. Cái này của Việt Nam thì nó không tốt bằng của của em. Của em là dạ, là nó cũng rẻ hơn, giá cũng rẻ hơn. Còn loại nào tốt? Loại tốt là bên đây nè. Từ dòng, từ đường nào? Đây phải không? Đây nó có hai dòng là gần với Angela nè. Ừ. Đây là gần này của Nam, cái mẫu Nam, Angela mọi người. Như chiếc này nè, chiếc này là bao nhiêu? Hậu khẩu mình đâu đến báo chính xác. Anh ở Tân Châu. Tân Châu phải không? Ờ. Rồi, Tân Châu chiếc Elegant 50 là 15 triệu 800. 15 triệu 800. Là cái đó đóng thuế rồi đó. 15 triệu 800. Thôi, chị có cho khả năng tới đó không hả? Thì cũng trong khả năng nó được. Nhưng mà nếu mà giấy tờ với bao hết luôn là tổng cộng là bao nhiêu anh? Cái này là em đóng thuế cho mình rồi. Đóng thuế hết luôn rồi phải không? Dạ. Còn mình còn một cái phí làm biển số ở công an nữa cái đó thì là mình... ở bên Tân Châu ha. Dạ. À. Chắc khoảng cái đó khoảng bao nhiêu nữa? Chắc khoảng vài trăm nữa. Vài trăm nữa ha. Dạ. Vậy như nó có là hãy cho anh phải không? Cái số dạ. Hãy anh phí có lấy hay sao? À, khi mà em đóng thuế cho mình rồi á thì khi nào có hồ sơ thì em gọi lại cửa hàng lấy rồi cái đó là dạ, qua đây dạ lấy. Dạ, mình qua đây mình lấy hồ sơ mình mới qua công an của thị xã mình làm biển số được. Mà bây giờ là ảnh thì ảnh không có biết chữ. Ảnh cũng dạ. Không dạ. Biết gì hết rồi cái đó là như thế nào? Có giấy chứng minh không? Có giấy chứng minh thì đứng tên bình thường, còn chữ thì chắc ký giùm được chứ không sao đâu. À, vậy ha. Nó cũng không có ấy. Tại vì anh không biết chữ, anh không biết gì hết trơn á. Dạ. Thì nhờ anh hỗ trợ giùm.
Dạ được được, cái đó không sao. Thì bây giờ anh thích chiếc nào đó thì anh mua đi. Tại vì cái dòng ở bên kia thì nó không có được tốt, tại mình mua mình xài hoài mà. Dạ, thì xài hoài thì nên mua dòng này. Em thấy cái chiếc này cũng đẹp quá ta. Hồi chiếc này như thế nào vậy anh? Chiếc này thì của Việt Nam. Của Việt Nam hả? Dạ, Việt Nam đất cát. Ờ, của Việt Nam đất cát ha. Rồi anh Tùng sao? Ý anh, cái đó là do ý anh Tùng thôi. Tại vì... Chứ mua về... Cái này có nhiều màu không anh? Có nhiều màu, hiện tại như em hết màu. Còn màu đó một hay sao? Còn màu đó nó không sát. Tại cái màu đó, màu xanh nó ngà 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 vậy đó. Nhưng còn có màu. Còn có màu đó hả? Dạ. Mà anh muốn lấy cái nào? Muốn nào? Chị đen thích màu nào? Em thích màu gì đó. Chị đen là thích màu xanh này đó phải không? nó không tốt bằng cái này thôi, nhưng mà sử dụng thì vẫn được chứ. Tức là em đang so sánh hai hãng với nhau thôi. Có chiếc này là nó ngon nhất phải không? Dạ. Bữa nay bé Út Hoàng Tử không có đi ha. Giờ có cô Tiên đi mua xe nè, cùng với cha mẹ này ha. Rồi bây giờ quyết định chiếc nào? Đi cái giấy tờ đó là cả mấy bữa anh mới có mà lấy được số. Bữa nay là thứ bảy ha. Chắc qua tuần sau thứ ba hoặc thứ tư. Có là đường anh phải không? Dạ. Đường anh qua đây. Dạ. Bữa nay tôi mới hướng dẫn anh đi xuống dưới bên nhà vẫn. Dạ dạ. Dạ, qua đây thì em làm cho mình bộ hồ sơ rồi đó, mình chỉ cầm hồ sơ vô công an, đưa công an rồi, công an chờ chuyện tên bấm số là xong. Vậy mắt đem gọi tiệm dán bấm số nữa nè. Đâu, có bấm số. Ở ngoài công an là có luôn. Ở ngoài nó có mà. Dạ, nó gắn với mình luôn. Còn thôi bây giờ anh đem về anh gắn cũng được, mà cái đó anh bắt ốc thôi chứ có gì đâu. Bắt không bằng ta, tại vì ta... Không, bản số thì người ta đóng cho anh ở ngoài hết rồi, anh chỉ đem về nếu mà... Nói chung là khi công an nó đưa cho mình ra một cái biển số thôi. Nhưng mà mình ra ngoài trước á, là nó có người đóng số. Nó làm hết, người ta làm hết. Là đưa cho cái phôi người ta mới gắn vô này được. Thì nó khoảng mấy chục ngàn nữa đó. Cái đó thì nó dễ rồi, không có gì. Nhưng mà bây giờ quan trọng là thích chiếc nào nè, lấy đi. Này nó ngon mà là nó ảo. Màu không dễ hả? Nếu mà anh chạy mà anh đi làm, em khuyên anh là chạy mấy chiếc kiểu như quay pha rồi đó, cái kiểu vậy đó thì nó phù hợp với anh hơn. Thì cái kiểu này kiểu như cho học sinh đi chơi. Dạ. Nếu mà anh đi làm gì anh mua mấy chiếc bên kia. Dạ. Cũng được. Ừ. Với ở bên kia thì rẻ hơn không anh? Rẻ hơn. Thì nó có thể là tiết kiệm để anh còn giữ lại một cái số tiền của chị đó. Để mình còn lo cuộc sống hàng ngày nữa. 14.300. 14.300, còn chiếc này là 15 triệu mấy nè, đó. Chiếc này ha. Ba màu nè. Thế cũng đẹp đó nè anh Tùng. Còn thì mấy chiếc này cũng vậy. Còn chiếc này cũng bằng giá bên đây luôn hả? Dạ. Thấy mấy chiếc này nè chạy cũng được im đó anh Tùng. Làm cái giống cái mẫu kiểu của Quenpa mình nè. À. Cái này thì nó giống kiểu của Sirius. Sirius ha. Nó bỏ mấy năm. Dạ, nó dùng mấy xe này hôm qua. Dạ. Bên đó xe nó bỏ hàng năm. Dạ, có xe bên đó thì nó bỏ hàng năm. Nó bỏ hàng mấy tháng. Nó thì bỏ hàng từ 2 năm. 2 năm qua 20 ngày. Tại vì ông không biết chữ cho nên thì mua xe gì 100 với anh không có bằng lái luôn. Mua xe 50 cho nó dễ. Kiểm tra miễn phí ha. Ý gì đen sao? Anh thích sao anh nói vậy? Giờ anh thua anh đi. Bây giờ ý kiến của chị đen là anh thua là do ông đúng không? Nói chung mấy em là mấy xe mấy em bán ít thua giặt lắm. Màu trắng, màu xanh với màu đỏ. Xe mới như nhà lên chạy màu xanh nó nhu. Sạch sẽ.
Chứ là bữa nào có xin nó chạy rồi già chạy xe. Tại tại em tưởng mua cho con hay giờ em tư vấn hay chiếc kia. Anh vậy á, anh mua để làm ăn á. Dạ, thì chạy mấy mẫu này để phù hợp hơn. Để mua chiếc xe này về là thí dụ mình có chở đồ hay là mình đi chạy xe ôm rồi kiếm tiền. Kiếm cái vàng 50 thôi nha, ông không chạy trăm có được đâu nha, ông không có bằng lái gì chơi. À. Chiếc này ha. Rồi chiếc này anh Tùng anh thích chiếc này. Rồi, bữa nay đi mua xe cảm giác mình như thế nào chị Đen? Vui. Vui lắm không? Vui. Mình có nghĩ khi nào, đó giờ có khi nào mà mình suy nghĩ là mình được ước được cái một chiếc xe hay là được cái gì không? Em cũng ước có chiếc xe mới cho ông chạy đi mặn đó, rồi còn cái nhà vừa thấy khả năng mình chưa có nổi. Không có khả năng ha. Hôm nay thì em thì tại vì thấy khi mà đi mua xe đó sợ mấy đứa nhỏ, tính mới đầu em tính cũng là suy nghĩ là có thể là kéo nguyên nhà luôn dẫn nguyên nhà đi mua xe luôn cho vui. Rồi hôm nay thấy thôi để đi kênh Tùng theo đi, rồi anh Tùng nói là có chuyện mình đi theo nữa. Thì hôm nay thì không có bọc béo ha, bọc nhỏ cái cái gì tiên Hoa tiên ha. Mai tiên, hoa tiên mát lộn nữa. Rồi. Thẩm kế nhỏ nhỏ đó. Rồi, gì cũng chúc mừng cho chị ha. Thì bây giờ em qua em tính tiền. Rồi có gì hồi hai chồng chạy chiếc xe vậy ha. Dạ. Bánh xe đó tính lộn mà vậy đó. Bánh căm mấy 14 qua, còn cái đó là bánh mâm. Bánh mâm. Hồi nãy nói lộn cho mình là mình bánh căm, cái đó là bánh mâm. Vậy hả? 15 triệu 300. Cái chiếc quay cũng cầm trước. Vậy là tới 15.3 hả? Dạ, chiếc đỏ. Em rồi sao anh Tùng? Sao? Lấy chiếc đó luôn hay sao? Bánh mâm nó mắc hơn. Bánh căm lấy đi chiếc xe vậy sao đổi lại làm. Chứ mình hiện tại mình không có đem theo hả? Anh không có đem, lát anh chạy xe về anh đem qua. Dẫn được ha, dẫn được bình thường ha. Dạ. Đấy là anh chạy đem qua. Ngày mai đem qua cũng được. Rồi ngày mai cũng được. Dạ. Thứ bảy chủ nhật cũng không có làm giấy được. Rồi. Rồi vậy cho em xin tiền. Rồi cầm giùm em. Xem anh hồi gì cũng cầm. Ngày mai chủ nhật cũng đem qua được nữa hả? Dạ. À 15 triệu 300. Này về bên công an giao thông mình là biển số bảo hiểm ở bên đó 300.000 nữa là xong hả? À là xong hết trơn, là bao hết trơn luôn đúng không chị? Cái này là em đóng thuế xong cho anh. Đóng luôn. Về anh làm biển số chỗ giao thông anh đóng 300.000 chỗ giao thông nữa là xong. Đã đem tiền xuống dưới đó mình đóng không? Dạ, chừng nào hồ sơ đem đóng thuế xong em sẽ gọi cho anh hay, anh qua đây nhận cái hồ sơ gốc của rồi, em. Rồi mình đem xuống đó đóng lại. Mình đi qua công an giao thông là biển số thêm 300.000. Ở xuống đó lấy về biển số rồi đưa cho dưới đó 300. À, nó 15 triệu 300 đó chị. Rồi, 15 triệu 500. Thôi em phải thay cho. Mà cái biển số đó là chừng nào có? Cái này thứ hai em đóng thuế, cỡ thứ ba hoặc thứ tư, sớm nhất thứ ba mình làm, trễ nhất thứ tư nha. Chừng nào có để anh ha, để anh qua lấy, để anh chờ đi dứt. Dạ, thứ hai nếu mà đóng thuế xong rồi em để chỗ này. Rồi đấy, em thọ. Cái này mình mua có tặng gì không chị? Dạ, cái nón bảo hiểm, cái áo mưa, cái móc chìa khóa xe với phủ nano. Đi cái gì? Phủ nano xe. Nano. Để có đồng hồ gì không? Dạ không. Tại thấy có nhiều chỗ có đồng hồ nữa. Dạ, nè cái nón nè. Chương trình tặng đồng hồ. Vậy hả? Dạ. Rồi cái này mình còn khuyến mãi gì nữa không? Hay là chỉ nhiêu thôi? Dạ bên em có tặng phủ nano. Thì bên thợ làm cho mình. Áo mưa gì cửa hàng bán xe dịch vụ Asimet. Dạ. Honda. Đây nè. Đó. Để bỏ vô đi. Đó, rồi đậu. Rồi cái anh mà chở anh qua đó là còn ở đây không hay là về luôn hả? Vậy đó hai vợ chồng chạy xe về luôn. Dạ đó, chạy xe về đó. Ừ. Vui không? Không vui. Chị mới cho tặng xe không vui được. Không nói đỡ là thăm chị luôn. Rồi.
Để ra cũ đây tính mất mất tiền mua cái nền đất của người ta ở thấy kỳ quá, tính nói chị lấy tiền đó dành thủ thì mất mất anh mua cái nền. Để có cái nền dạ, có cái nền ngang cửa chỗ nhà có cái bà mẹ đó cái lìa hồng đó không biết không, nhà gạo sắt trắng vậy đó, ngang vậy đó bán 100, bán nhiều, bán 100, bán 100 hả? Ừ, cái nhà đó tới hai nền đó, cái nhà gạo sắt đó biết không, dạ bà có khoảng nhà nền trống như nào dạ, cái nhà nó đây nè bà này mới nghe nó người ta bán 100, nghe nó bán 100 vậy thôi chứ không anh Nghi là chắc bà này nghe lộn, tao bán tỷ á, 1 tỷ á, đất bây giờ không có 100 đâu. Đó, có 100 nhưng mà tùy theo chỗ. Dạ như chắc chỗ đó tao bằng ăn không được, trên khung cư tao bằng ăn không được hay gì á. Chỗ khúc nhà chỗ bà đi đó. Nghe chị nữa đó, 100 tới nói đâu mà tao có đất thì tới giá 100 với bà rẻ như vậy. Không, cái này là tại vì Mạnh Thường Quân ta nhờ em sao thì em làm như vậy. Hồi ấy chờ mua không mua thì ta nói mình lấy tiền xài hết đó. Dạ. Mới gói anh thấy bây giờ á, hiện tại bây giờ á thì anh không có cơ sở gì mua chiếc xe này cũng như là để cho anh chạy xe ôm hay là có thể là mình mua mình chở này chở kia mình đi sinh sống, chủ yếu là mình lo mấy bé trước đi, còn cái phần nền nhà hay là nhà cửa gì đó thì cứ để từ từ ha. Thì mọi người yêu thương thì ta giúp, thì quan trọng nhất á là hai anh chị là phải cố gắng làm giờ, trước mắt thì như vậy đi. Ừ. Còn cái phần đó thì để tùy cái, duyên. Tiền xe cộ này nữa, con cái mình nó lớn lên này sắm vẫn bình thường. Anh chỉ ước mơ là cái nền nhà thôi à. Tại chị ba giờ nó thấy chỗ cũng ở ổn mà xe mình nó cũ quá, sợ chạy hư hao hoài phải sắm xe mới. Chứ ý anh thì cũng chạy xe cũ, chạy thì phải sửa rồi đó. Chạy nhưng mà anh chạy xe cũ anh sửa hoài không vậy? Thôi giờ mình mua xe mới mình chạy đi. Cho nó anh chạy anh yên tâm nhà anh mà anh chạy cái đó nó cũng ổn, xe mới anh đi mặn ngoài nắng ngoài sương anh cũng ổn lắm để chạy gì đó mà mình đậu mát rồi gì đó mà nó không có ấy, chỗ này anh mặn ngoài nắng không à, mặn hồ cũng biết à, đâu có chỗ nào đâu mà mát đâu, để ở ngoài không có đồ đậy nhất là gian nó xuống màu nó hư Ở trong khi thì chờ đợi nhân viên mà gắp xe đó cả nhà, thì hôm nay thì cũng là một cái tin vui đối với hai vợ chồng. Thì sẵn hỏi chị Đen, hồi nãy thì em có nghe anh Tùng nói là chị Đen đi khám siêu âm rồi hả? Nhưng mà lúc đó là mình có biết con trai con gái không? Hình như là 4 tháng mới biết phải không? Hiện tại là 5 tháng hả? Thì hiện tại là mình chỉ mới 3 tháng ngoài thôi phải không? 3 tháng rồi. Mà nghe nói nghe hồi nãy nghe anh nói em quên ghi clip lại là nghe anh nói là hai cái tay nó quơ chứ lắm hả? Quơ tay quơ chân luôn, đau bệnh kia á. Từ đó giờ chưa có nói gan cái thằng cặp sờ ở ngoài vậy đó, hình nó bự vậy đó. Vậy đó hả? Bệnh kia vậy đó. Quơ tay quơ chân là hai cái giò nó thấy không có rõ. Mấy đứa lớn không mà, chứ kiểu em vừa vừa 8-9 tháng đi siêu âm nữa mình mới thấy vậy, còn giờ sao nhỏ xíu mà thấy quơ tay. Là thằng này là hồi đó anh siêu âm là siêu âm trước này, thằng này anh siêu âm sớm nè, đó 4 tháng là anh siêu âm là biết là trai gái là tới nó cho kết quả biết ngày sinh ngày đẻ luôn á, là mình thủ ngày đó mình sạn quần áo mình đi thôi đó. Sau này anh sợ rồi anh đi siêu âm sớm nè. Anh đưa thêm dép về. Được rồi. Giờ ngồi nói chuyện chơi trong khi chờ đợi. Tại vì đứa sau nó hành quá rồi, chị chịu không nổi nè. Rồi anh nó chưa con nó sao. Rồi anh thì nói nó quá mạnh nè. Thai nó mạnh. Bởi vì năm Tết hả? Ai có đi đâu đâu. Ở nhà không ở ối thằng chết. Dạ, anh bả ở nhà không á. Đi ăn trước ăn sau rồi lại cúng nhà bà già vợ rồi anh về cúng nhà anh bánh rồi anh về ở nhà. Mà bây giờ mình nghĩ có khi nào là con trai nữa không? Giờ mình có trai gái rồi, giờ đứa nào cũng là con. Anh chắc anh nghi không phong mà chắc có thể là bả thèm một con trai, con gái người ta thèm một chua mà. Thì đúng không? Thằng thường trước này là nó thèm một ngọt hết đó. Thường thường là thèm một ngọt là con trai hết ta. À? Em cũng không rành. Cái nào thường hoài là nó con trai. Cái này quá trời ăn đồ ngọt rồi. Thèm dữ lắm hả? Anh khen mấy chị mà ở bên cái đó này. Chỗ hồi đó là bao nhiêu đứa anh khám đó là cái trai gái đầy đủ luôn. Không, gái, bây giờ người ta siêu âm 4 chiều người ta biết không ơi. Làm khi không có biết ngang như thế này là làm không biết nè.
ở đó. Nó đậy tay để chân lại nó không biết. Chỗ khác thì chị không biết. Nó không biết, nó giống nó chè chà. Là bà này nó lọt ra là em tưởng nó con trai không á. Thì con gái. Chà mai cũng nói con trai chứ. Mà quay lại con gái. Rồi thì sẵn mình ngồi mình chờ đợi thì mình nói vài câu với chị gửi tiền mua chiếc xe đó. À, thì chị đang nói đi. Mở khẩu trang đi, mở khẩu trang nha. Em cũng cảm ơn chị gửi tiền mua giùm chiếc xe cho chồng em đi mằng, em cũng cảm ơn. Chứ em không biết gì nói hết. Giờ nói chỉ cái lời cảm ơn thôi. À. Chị thì có nhắn lại với em, nói với hai vợ chồng thì cố gắng mà làm. Tại vì không có ai giúp hoài, mình còn tay còn chân thì mình phải cố gắng làm đó, cố gắng làm mình để lo cho các cháu. Tại vì con mình sinh ra là mình phải lo, đâu có ai đâu mà lo, đúng không? Tại vì người ta thương mấy cháu thì một thời gian nào thôi thì chị và anh cũng phải lo, đúng không? Lẽ mình tạo nhà mình bỏ nó xong hãy lo cho nó. Giờ mình cũng muốn đi nè, ổng cũng la nó là nói là đi kiếm rửa người ta, đi rửa chiếc xe đẩy, đi đẩy dừa bán không đấy nè, có bầu có bì đã đang hành gì đi bán dừa gì đồ nặng nữa. Nó kệ mẹ đi, để không ở nhà. Hôm qua đi theo nhỏ Út á, đi thằng lớn đó anh Tùng. Anh xuống anh dặn có hai tay mà dính một chiếc mấy cái anh Tùng. Vậy đó hả? Mà bả đi xuống nó bỏ rồi về bả hôm qua. Bà về không ba tối lại ba hai nó hành nó đi nó hành nó nóng nó lạnh bá không không nó ham được thì nó dậy đi từ từ hôm qua anh ham đi mặn lắm chứ không ở nhà đâu anh thấy con nhỏ thì có con nhỏ kia nó lo rồi bởi vì mình mới ham thấy mùa gì? Mưa gần tới nè thì chỗ mình nuôi gà nuôi phải cho gà nó đừng biết nó giọt mưa nó con gà chứ nó cũng con người chứ không người đâu. Mình nuôi dốt á phải cho nó chỗ mà không có giọt nát đó, mình nở chỗ giọt nát mình chịu không, giọt nát nó cũng lạnh nó chết đó làm té đó. Thì em làm cái chuồng gà hôm qua rồi bà lại mới lấy tay đứa mới đi văng nè. Anh chú anh lấy anh vố văng có hai tay mà dính ký mấy cái lòng tông. Chắc mấy đứa nhỏ này chắc ăn cái lòng tông thường xuyên quá phải không? Bà lại mới lớn chưa biết ăn cá nhỏ nó ăn ở ngay nó sợ xương mấy đứa kia dễ ăn. Có anh thì cá cục phi không anh dạy anh mặn ra nó chua làm dễ hai cái lưng sống này nè rồi cho nó ăn rồi có thịt không kia xương đâu à. Rồi nãy mình đi như vậy rồi cái bé hoàng tử đó ở nhà ai giữ? Ngủ chị giữ mà nó đang ngủ à. Chị hai à? Chị hai mười mấy tuổi ha, nó lớn nó giữ được ha. Anh mới điện về nhà nè. Đây có cái máy đó mà chị mới cho đó, anh điện về nhà kêu nó lấy cái bóp của anh chứ mình dành cho người đó đó. Qua là mẹ với trời đi cho nó xong, con nhìn tới luôn. Nãy anh đi anh quên. Đi mua xe mua đồ rồi mình phải đem cái tờ quên. Anh sợ qua không gặp cưng nè. Đây kia qua chở con chào anh có biết chữ đâu, người biết chỗ nào cũng chào đâu. Đấy chở sao chở qua đường con tóc đường bảnh. Lại nói lộn rồi. Nhưng mà khi mà mình được nghe cái tin là được nhận được chiếc xe đó rồi, cái cảm giác của mình như thế nào? Nó mừng lắm. Mừng lắm hả? Mừng lắm. Thấy nó mừng, có chiếc xe mình ngon lành đi mạng á. Dạ. Thì nó được chặt, mình dễ đi mạng nữa. Thì giới thiệu với cả nhà là chị Đen và anh Tùng là 8 người con đó, thì quay hồi lúc trước tới giờ đó cả nhà, thì hiện tại là chị Đen có bầu nữa đó nghe cả nhà. Chuẩn bị đẻ thêm đứa thứ 9 nghe cả nhà. 35 tuổi đó. Rồi sang năm chắc đứa thứ 10 quá, có không chị? Cái đó là học con chưa. Nó nói trước tôi giờ tôi thà không có ham kể chút nào á, nó nói trước. Nào nó lên chỉ lên đi. Bây giờ chưa có nói được. Đây chưa có gặp. Tại vì ổng cũng có nói rồi 10 đứa hết mà mình đã mới đẻ đây nó dính nữa. Mệt lắm. Bây giờ để từ từ đi. Rồi lắm mà có cái ổng cứ đem ra ngoài. Vậy đó. Chứ không ai muốn mà ham đẻ chút nào đâu. Con bỏ con rồi lăn lóc tội nghiệp đó. Đi đẻ cũng đâu có sướng gì đâu. Là anh không còn giàu nè. À, lúc này Giang mới đẻ hối ra kìa. Thấy nó còn nhỏ mình lo từng đêm á mới mệt. Chứ nó ba lớn vậy là anh sợ nó ăn uống rồi đi đầy đủ vậy là anh hết sợ rồi. Tại vì lúc đó mình tắm rửa nó được, nó thông thả đi chơi con nít đi thông thả đi chơi là nó không có bệnh hoạn á. Lúc thời gian còn nằm lăn lóc kìa, lúc đó mình mới sợ. Mấy đứa nhỏ lăn lóc vậy anh mới sợ lắm, thuốc men tùm lum hết trơn.
với đi đậu ban đậu này lùm lùm cho đó. Dạ. Con anh nó cả anh chú chú thiên nhiên không á. Anh đi về đi đồng rồi nãy giờ biết bằng mình không? Ở nhà mình lo cho con mình không? Đi đẻ bỏ chứ không có yên tâm nữa.